cái gì gọi là để mà soi mói em hết, cho em số 10. Và tôi có thấy con giống như là đóng một cái vai trò là một cô gái 18 tuổi đang yêu. Con làm đúng y chang trong cái bài hát luôn. Con diễn xuất và con nhả chữ, và con rất, cái chữ của con rất là đẹp, và tâm hồn của con nó rất là đẹp. Cô rất là thích cái tính cách này của con. Con phải cố gắng giữ phong độ này. Cô chấm con. Lang thang qua từng vỉa hè, biết đêm nay đi về nơi đâu. Người yêu ơi em đã sang ngang, tình yêu ơi xin vẫn khăn tang. Ánh mắt em đời như cánh diều băng xa, vẫn lang thang như người không nhà. Đã xa em nghe buồn nghĩa trang. Người yêu ơi em chắc đang vui, nào em hay anh rất đơn côi. Gom góp kỷ niệm giây phút tình chia phôi. Em ơi thà rằng ngày xưa em đừng thề, trong cuộc đời mãi mãi yêu anh. Thì ngày nay anh đâu muộn phiền khi em ngoảnh mặt cho anh bỏ cuộc trong nước đua tình. Em ơi thà rằng ngày xưa em đừng thề, trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi. Thì ngày nay anh đâu tuyệt vọng, phong ba ngập lòng trông theo bụi hồng em bước vô quy. Cứ lang thang như kẻ điên khùng, biết đi đâu đêm dài bơ vơ. Từ Duy Tân khu phố công viên, về Gia Long bay lá me nghiêng. Không bước chân nàng anh buốt lạnh con tim. Muốn quên em, quên đời, quên người, mới lang thang như kẻ tha hương. Trời cho anh con số không may, để yêu em mang lấy chua cay. Anh chỉ ga nhỏ cho chuyến tàu em qua. Rằng ngày xưa em đừng thề, trong cuộc đời mãi mãi yêu anh. Thì ngày nay anh đâu muộn phiền khi em ngoảnh mặt cho anh bỏ cuộc trong nước đua tình. Em ơi thà rằng ngày xưa em đừng thề, trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi. Thì ngày nay anh đâu tuyệt vọng, phong ba ngập lòng trông theo bụi hồng em bước vô quy. Muốn quên em, quên đời, quên người, mới lang thang như kẻ tha hương. Trời cho anh con số không may, để yêu em mang lấy chua cay. Anh chỉ ga nhỏ cho chuyến tàu em qua. Bước lang thang như kẻ điên khùng, biết đêm nay đi về nơi đâu. Vẫn lang thang như người không nhà, biết đi đâu đêm dài bơ vơ. Muốn
Tùng Anh, chị rất thích tính cách này của em. I love you. Wow. Dễ thương, diễn từ từ, diễn coi như là không có too much, không có quá lố. Chị rất là thích, không có một cái gì gọi là để mà soi mói em hết. Cho em số 10. Và tôi có thấy con giống như là đóng một cái vai trò là một cô gái 18 tuổi đang yêu. Con làm đúng y chang trong cái bài hát luôn. Con diễn xuất và con nhả chữ. Và con rất, cái chữ của con rất là đẹp và tâm hồn của con nó rất là đẹp. Cô rất là thích cái tính cách này của con. Con phải cố gắng giữ phong độ này. Cô chấm con. À. Ủa, mình nhớ như chữ phong độ để dùng cho đàn ông thôi nhưng mà kệ nó, không có phong độ. Phụ nữ chúng tôi cũng phong độ vậy. Tôi rất là phong độ. Phải không chị Miu? Đúng ra là tại vì mấy anh dành cái chữ phong độ cho mình, chứ bản chất cái từ nó không có giới tính anh ạ. Đúng cái gì đó. Cảm ơn chị Miu. Nếu mà chú Quỳnh nhắm mắt lại, chú Quỳnh nghe thì giọng con rất là chuẩn. Và chú mong rằng thì con sẽ cứ tiếp tục luyện thêm cái giọng hát của con. Tại vì cái những cái bỏ nốt của con rất là truyền cảm, đẹp nữa. Cảm ơn chú. Chú thích mái tóc dài, con cứ để mái tóc dài nha. Mặc áo dài rồi rất là đẹp. Còn Tùng Anh ơi, nếu bản thân Mạnh Quỳnh hát chung với em, chắc Mạnh Quỳnh không có dám hát đâu. Em ca rất là hay. Giọng của em rất là đàn ông, mà lại kêu bằng từng cái lời em nói cắt ra, là những cái phong cách, những cái biểu cảm, những cái tâm sự của cái lời hát của em, anh rất là thích. Tại vì anh biết rằng em đã tập trung rất là nhiều và em đặt bản thân em vào tâm trạng của cái bài hát, đúng không? Anh nghĩ là em sẽ tiếp tục đi theo những dòng kế tiếp. Để mà so sánh với vòng trước, bài này là một phần chiến thắng to lớn. Tùng Anh đã cho một quả bom rất là mạnh, rất là nặng để cho cô Y Lan phải bị Tùng Anh khống chế. Cô mê bài hát này rồi đó. Cảm ơn Tùng Anh. Muốn nói yêu anh thật nhiều mà tay em mang nhẫn cưới. Muốn nói yêu anh thật nhiều, sợ tình héo hắt trên môi. Mình quen nhau chi để ngỡ ngàng, trời cao xuôi chi chuyện phũ phàng. Biết nhau để rồi khổ cho nhau. Muốn nói yêu anh thật nhiều, sợ yêu thương kia gian dối. Chớ trách nhau câu bạc lòng, tình là biển cát mênh mông. Đời anh như mây ngàn giữa trời, thuyền em hôm qua cập bến rồi. Tiếc thương cho nhiều thế thôi. Tình yêu hôm nay em xin trả lại cho anh. Cuộc tình tương lai đắng cay riêng một mình em. Rồi mai khi xa nhau, xin trời cho em quên. Bên người ta đôi khi lòng mình chợt nhớ. Muốn nói yêu anh thật nhiều mà tay em mang nhẫn cưới. Nếu biết yêu thương muộn rồi thì đành trôi tiếng đam mê. Trần gian hôm nay còn chúng mình, thì xin mai kia đừng lỗi tình. Kiếp sau thôi đừng dễ dàng. Thank you.
cuộc tình tương lai đắng cay riêng một mình em. Rồi mai khi xa nhau, xin trời cho em quên đến người ta đôi khi. Lòng mình chợt nhớ thương ai. Muốn nói yêu anh thật nhiều, mà tay em mang nhẫn cưới. Nếu biết yêu thương muộn rồi, thì đành trôi tiếng đam mê. Trần gian hôm nay còn chúng mình, thì xin mai kia đừng lỗi tình. Kiếp sau thôi đừng dở dang. Đã biết đường tình sẽ tìm thấy mình lạc khỏi lối đường tình, mà kẻ độc hành duy nhất còn lại chỉ là di vật của cuộc tình mà trời đã không thương cho đoạn kết sống đôi. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tâm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi con gặp ní nỗi suốt đêm những lời, nào là nói tặng tâm hình để bớt lẻ loi, và còn thể thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui, ước vọng cùng người nên đôi. Bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Tay hướng trọn mối sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều. Vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui, ước vọng cùng người nên đôi. Bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Tay hướng trọn mối sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều. Vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu.
Mạnh Quỳnh xin có nhận xét. Thứ nhất là Khánh Lam, giọng hát em rất là tốt, rất là khỏe, em trình diễn rất là có cảm xúc. Nhưng mà theo anh nghĩ bài này một người con gái yêu một người đã có gia đình, nhưng mà tại sao trên khuôn mặt em thể hiện là em vui lắm? Anh thấy không có đúng. Tại vì sao mà cái gương mặt tươi như vậy? Riêng với ca khúc này em muốn nói rằng là mặc dù mình chia tay nhau, nhưng thực sự là cái tình yêu đó em vẫn dành cho anh, giống như là một ký ức trong cuộc đời của mình mà thôi. Tất nhiên em sẽ không cho phép mình để ra khỏi cái chuyện ngoài chồng ngoài vợ. Em nghĩ vậy cho nên em thể hiện như vậy. Nhưng mà nếu tự nhiên anh chỉ muốn điều cho em nhớ một điều là khi mà mình trình bày thì nhạc phẩm là mình phải gắn liền với lại cái lời bài hát. Em thấy là không phải cái cuộc gian dở nào thì nó cũng u buồn cả. Mỗi một người đều có cái quyền để mà suy nghĩ và đặt cảm xúc của mình. Nhưng mà thật sự ra lời của bài hát rất buồn, nó đau lắm chứ không phải là bình thường. Thay vì tươi tươi thì một chút gì đó lãng mạn, buồn và lãng mạn thôi cũng được. Em xin cảm ơn và nhân đây thì con cũng xin phép được nhận cái lỗi của mình, bởi vì cái lúc nãy thì đó chỉ là cái suy nghĩ cá nhân, nhưng mà tất nhiên là không phải bao giờ mình suy nghĩ cũng đúng. Cho nên con rất hy vọng là nếu như có cơ hội đi tiếp thì con sẽ khắc phục tất cả những cái gì mà anh Mạnh Quỳnh và cô đã cho con. Đào Duy Khánh, giọng em rất là tốt. Anh nghĩ là em trao dồi cách hát mình chút xíu nữa cho nó điêu luyện nữa là em sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Em gần tới đó rồi, sát bên rồi, cố gắng lên. Dạ, em xin cảm ơn. Nói thật ra em xin chia sẻ chút xíu là thật sự vừa nãy em rất là rung. Rung lắm, lần đầu tiên gặp thần tượng của mình. Oh yeah. Trời, anh đi hát bao nhiêu năm nay mà bây giờ lên sân khấu anh hát còn rung mà. Thành thử chuyện đó không thành vấn đề đâu em. Dạ, okay. Dạ, cảm ơn anh Mạnh Quỳnh. Chị Phi Nhung, chị nghĩ thế nào ạ? Trước tiên là bé Khánh Lam. Phi Nhung làm 3 mùa giám khảo solo cùng Bolero. Chưa có một giọng thí sinh nào mà giống như là em. Quá dễ thương mà nó giống idol Ý Lan của Phi Nhung dễ sợ luôn. Em nói thiệt chứ bộ. Ý là Phi Nhung nói là em ca giống chị Ý Lan đó, ok. Em đây lần đầu tiên con bé này giống từ cái tốt, từ cái mặt, từ cái biểu cảm này nọ. Rất là dễ thương, cái buồn cũng là lãng mạn lắm. Giống như là chị Ý Lan. Thật sự ra thì chắc có lẽ là cái tiết tấu của bài hát nó hơi blues, hơi jazz một chút. Dòng nhạc này thì Ý Lan hát hơi nhiều, cho nên Phi Nhung cảm thấy quen quen. Giọng hát rất là dày. Tuy nhiên trong bài hát này cô nghe có những cái nốt rất là bình thường ở cái quãng ở giữa thôi. Thì nó như nó chưa đến, nó cần phải được chạm một cách tròn vẹn hơn. Bây giờ cô cho cô Ý Lan nói qua đến anh ca sĩ Đào Duy Khánh. Tất cả chúng tôi, những người khán thính giả ngồi nghe em hát đã nhận được tất cả những cảm xúc rất là tốt đẹp từ bài hát này của em. Tuy nhiên, em cần thêm một chút cái phần trình diễn để cho bài hát nó có nuance, tức là có lúc cao trào và có lúc nhẹ nhàng thì nó mới là phần trình diễn live. Đó, cô chỉ nhắc như vậy thôi, chứ nó không phải là lỗi. Đáng lý là cái tiếng hát này là anh phải đi hát từ lâu rồi chứ sao bây giờ anh mới đi? Thật sự là mùa thứ nhất và mùa thứ hai thì thật sự là cũng biết được là chương trình solo của Bolero, nhưng mà vì điều kiện kinh tế làm ăn năm nay thì thật sự là cũng mua được cái điện thoại mới rồi, cũng Facebook rồi cũng comment biết là solo của Bolero đang thi tuyển sinh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mới đăng ký đi thi. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Ưng anh một cái đó, hai cái nữa luôn. Vậy là anh sẽ cố gắng lên nhiều hơn nữa nha. Dạ. Rồi chúc mừng. Ngày xưa có hai đứa mình, anh với em đi cho
trong lòng đời. Buồn vui có đôi, áo em xanh màu trời, mặt tình yêu thắm ngọt trên môi, đường quen lối nhớ khôn nguôi. Rồi thời gian bước qua lối này, ta bỏ đi trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay. Trắng tay xuôi ngại ngùng vì đời nên trả lại cho em tình yêu đó một thuở êm đềm. Đêm từng đêm lửa tình yêu muốn cháy trong tim, tuổi vào yêu trời xanh mang niềm thương, nỗi nhớ lối yêu đương hằn vết chân qua. Giờ còn xanh kỷ niệm thuở nào, nhưng lối quen chân nghe lạ lạ. Còn ta với ta, áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua, còn trăng nữa mòn gót chân tìm. Thành kỷ niệm thôi nào, nhưng lối quen chân nghe lạ lạ. Còn ta với ta, áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua, còn trăng nữa mòn gót chân tìm. Cuộc tình xưa cũng đã đi qua, còn trăng nữa mòn gót chân tìm. Nhiều lúc cô đơn anh thường hay hỏi lòng, người hỡi yêu thương sao tựa như suối dòng, bỏ bến trong mong lời hứa yêu không thay đổi từ ban đầu. Thuyền vắng trôi mau nên người quên lối về, đành bỏ trong đời ôi não nề, từng bước lê thê mòn lối trên đê vắng vắng lời ai thề.
ra lời yêu. Mà sau nay thay đổi hai chiều, tớ vương sâu trách phận mình điều hiu. Đường vắng riêng anh nghe toàn câu dối lừa, chuyện cũ xa xưa nhắc lại chi cũng thừa. Ngồi dưới hiên mưa lệ xót xa đưa, thương mấy vạn cho vừa. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho ngày hôm nay là Ngọc Phụng của solo của Bolero, thưa quý vị. Nếu như Ngọc Phụng đã làm chúng ta bất ngờ với tiết mục dự thi rất là hết mình, sôi nổi với những điệu nhảy, thì ngày hôm nay đã từ tốn, chậm rãi và có tính toán, đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ban giám khảo sẽ có những đánh giá nhận xét gì cho Ngọc Phụng. Tôi muốn mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh để xem tiết mục này đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng và anh đánh giá ra sao với sự thể hiện của Ngọc Phụng. Chào Ngọc Phụng, có 3 tháng mà làm cho em già như vậy hả? Chương trình là có 3 tháng mà sau khi ban giám khảo nhận xét căng quá là thí sinh già đi luôn. Sau khi những cái vòng phát sóng thì đây là giọng ca người ta là gương mặt học sinh mà giọng ca phụ huynh. Khán giả gọi đây là giọng ca phụ huynh. Có nghĩa là một cái giọng ca nếu mà nhìn anh chàng mới có 22 tuổi thôi. Hôm nay anh rất là bất ngờ lại hóa thân đúng không cụ non ở cái đoạn muốn già là cho già luôn. Muốn già là cho già. Để nói được rằng là em cũng là một cái người rất là chịu chơi cả trong giọng hát lẫn tính cách. Mặc dù là nhìn mặt hơi hài hước một chút xíu. Em là một cái màu sắc khá là ấn tượng ở trong cái chương trình solo mùa 6 này. Một giọng ca không lẫn vào đâu được. Cũng là một cái người nhỏ bé nhưng mà rất là biết chơi. Chơi cỡ nào cũng chơi theo được. Già cũng chơi, trẻ cũng chơi, không biết nhảy cũng nhảy. Nhưng mà như thế là chứng tỏ là em cũng rất là biết hòa nhập. Với tuổi 22 á, thì anh nghĩ là 1-2 năm nữa cái giọng ca của em nên chơi với âm nhạc một chút á. Cái giọng hát này đôi chỗ em vẫn hơi bị gò, thì người ta gọi là giọng ca phụ huynh là vậy. Em nghe xong nhắm mắt thấy một ông già đang hát. Nhưng với cái tuổi của em thì anh nghĩ kỳ sau em chơi với nó một chút xíu nữa, nó thoải mái hơn một chút xíu nữa, anh nghĩ sẽ đáng nghe hơn.
Nhưng dù sao anh vẫn nghĩ đây là một cái giọng ca nặng ký của năm nay. Chúc mừng em. Rõ ràng là nếu quý vị thấy là cứ mỗi lần qua từng chủ đề, cứ Ngọc Phụng xuất hiện là mang lại tính giải trí rất là cao cho ban giám khảo. Không có điều này cũng có điều kia để có thể đánh giá và nhận xét về một giọng ca mà tôi tin rằng là nặng ký và tiềm năng. Và để xem là với giọng ca như vậy và tiết mục trình diễn ngày hôm nay có chinh phục được hai vị giám khảo còn lại là chị Phi Nhung và Mạnh Quỳnh hay không? Hiếu muốn lắng nghe những nhận xét của anh Mạnh Quỳnh trước ạ. Lúc nào đối với Quỳnh thì Ngọc Phụng cũng là một giọng hát mà Mạnh Quỳnh đánh giá rất là cao. Từ đầu chương trình tới bây giờ, mặc dù cái tuổi đời em rất là trẻ, cách ca rất là ấn tượng, ca thoải mái, ca giống như là trên đời không còn cái gì ngoài là giọng hát với lại nhạc thôi. Em hát rất là thoải mái. Hôm nay hai bài hát chọn nó tương đối giống nhau. Mình thấy có một cái gì đó khó, em không ca dở nhưng đối với Quỳnh thấy nó chưa có một cái sự khác biệt. Tại vì khi đã chấp nhận thử thách thì mình như những thí sinh khác, mình chia ra hai rất rõ ràng. Còn bên đây thì bài này với bài này nó tương đối giống nhau và em ca rất là an toàn. Cái bài đầu tiên là bài Màu Xanh Kỷ Niệm là nó cần một cái độ lãng tử xíu, liếng lái chút xíu, nhưng em ca có vẻ đều. Nhưng mà qua bài hai thì ok, bài hai thì em hát được. Còn cái bài đầu thì cần một tiết tấu, cái kỹ thuật ca cho nó lãng tử chút xíu. Đối với anh thì em đạt tiêu chuẩn nhưng mà anh cần đòi hỏi thêm. Với lại cái chữ đầu tiên của bài hát đầu á là mỗi một chữ em đều bị phô, em bị xuống rất là thấp để vấn đề đó thôi. Cảm ơn Mạnh Quỳnh. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nhận xét của chị Phi Nhung. Em chọn cho hai bài nó đi luôn với nhau thì nó cũng rất là có ý nghĩa. Nó theo cái ý của chị á, thì thấy nó hàm. Chị là chỉ để ý tới cái bài mới thôi thì nó rất là hay. Nó dễ đi vào lòng người, coi như là chúc mừng em đã chọn được một cái bài mới cho bản thân của em. Cái câu chuyện á là tại sao em đang yêu cô đó, cái xong tự nhiên em nói là em bị cái gì trong cái bài hát sau á, là không tin con gái hay là cái gì đó, chị không có hiểu. Mà trong khi cô đó thì lại quá là yêu em. Giải thích cho chị nghe cái chỗ đó được không? Em khi mà em lạc vô một cảnh tiên thì sau đó em vô cảnh tiên thì sau đó em say đắm cô tiên này tại cô đẹp quá. Rồi khi mà em đã một khoảng thời gian em ở lâu quá trên trời rồi thì em lại em muốn về Trần Giang. Em muốn về nhà tại vì em không có muốn ở đó nữa, thì cô tiên này thì người yêu của em mà đâu có cho em đi được đâu, cái giữ em lại. Bắt sát quyết định là phải ở lại đây, mà em là cứ khư là phải về Trần Giang. Cô ấy cứ quyết định là thôi anh về thì thôi, để tôi làm phép đưa anh về. Rồi cô ấy mới làm phép đưa về Trần Giang. Thì cái dưới Trần Giang thì một ngày ở trên trời thì nó rất nhiều năm ở dưới Trần Giang. Thì đấy, khi đó thì ở quá lâu về cái bạc đầu luôn. Tại sao vậy, tại sao lại than trách trong cái bài hát là than trách người phụ nữ? Dạ, giữ lại lâu quá. Và em có tiềm năng, hy vọng là những cái phần sau thì cố gắng tìm bài cho nó kỹ hơn tí xíu nữa. Bây giờ, nào, chị Khai Ly, đàn chị đi trước, xinh đẹp và duyên dáng sẽ cho em thêm nhiều kinh nghiệm nào. Dạ, lúc nãy khi mà Phụng bước ra một cái là em nói, ô, dễ thương quá. Nhìn cái mặt, thấy là thấy vui vẻ. Nhìn mặt của Phụng là thấy cái sự vui vẻ trên gương mặt liền. Và cái phong thái của Phụng Ly rất là thích. Em hát một cái phong thái rất là thoải mái, rất là tự nhiên, không bị gò bó bất cứ một cái gì cả. Và chị khen em là em diễn cũng rất là chi tiết. Cảnh mà khi mà em đang hạnh phúc say đắm với cô tiên thì đang mặt rất là hớn hở, xong rồi em diễn một cái nét, thấy được cái nét em diễn là chợt suy nghĩ, tôi phải đi về. Có bước chuyển đàng hoàng đúng không? Đúng, có chuyển cảm xúc đàng hoàng. Chị khen cái chi tiết đó của em và chị rất là thích giọng hát của em. Một giọng hát rất là đặc biệt. Theo như chị nghĩ nha, nếu như mà em kết hợp cái giọng hát bolero của em như thế này mà kết hợp theo cái kiểu mà hơi hài hài vui vui á chị, nó sẽ trở thành một cái chất riêng của em và em sẽ tỏa sáng. Chị Khai Ly nói đúng á thật. Với những cái trông đợi và những cái góp ý cũng như những cái khắt khe hơn để mình hoàn thiện hơn, hy vọng là Ngọc Phụng sẽ mau chóng kịp thời cải thiện mình nhiều hơn nữa nha. Để xứng đáng với những gì mà khán giả đặt niềm tin vào giọng ca của một thí sinh có gương mặt học sinh mà chậu hát phụ huynh. Một tràng vỗ tay và đó chính là Ngọc Phụng của solo cùng Bolero mùa 6.
sao tôi buồn? Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe trong cuộc đời. Lời mẹ hiền ru con nhớ khôn nguôi, khi lớn con đi trên vạn nẻo đời. Đừng buồn khi lúc tay còn trắng sớm khuya lâu rồi, sớm khuya
Tự nhiên hai vị chấm vậy? Hai cái không? Câu chắc đó nhỏ hồi hộp, làm nhỏ hồi hộp. Thật ra làm nhỏ cho, hồi hộp à. Dạ, cho Hiếu nói trước là tại vì riêng bản thân Hiếu cảm thấy cái sự tiến bộ vượt bậc của Y Nguyên mà ngày hôm nay hoàn toàn có sự luyện tập và tính toán, chứng tỏ rằng là một sự tiến bộ cực kỳ vượt bậc của Y Nguyên và vượt ngoài những cái khả năng chuyên môn, có những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta cần phải soi xét trên cương vị giám khảo. Thì Hiếu nghĩ rằng là phần nào đã có những cảm xúc chân thật mang đến cho khán giả với hai tác phẩm rất là hay, đó chính là Đèn Khuya, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương quá hay rồi, và với một bài mới đó chính là Mẹ ơi mai con về của nhạc sĩ Trương Hoàng Nhất. Vâng, và bây giờ thì sẵn sàng lắng nghe búa rìu dư luận. Hiếu mời ban giám khảo ạ. Đây. Hiếu xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Chào Vẫn Y Nguyên. Cái từ này anh nói là tặng cho em là anh xứng đáng á. Ở trong em nó có một cái chất võ tòng mộc mạc, nghĩa tình. Anh tin là như vậy. Nhưng phần còn lại là không Vẫn Y Nguyên nữa, mà đã có bạn mới ngày hôm nay đứng cái dáng sáng sủa, tính nghệ sĩ nhiều hơn, có chắc chiêu từng chi tiết, đạo diễn đặt đẻ hơn. Nhưng bản năng vẫn còn nhiều. Cái bài đầu thì anh có cảm giác hơi quá với em. Vẫn cảm xúc nhiều, nhưng mà cái bài đó thật sự đặt để cái kỹ thuật vô một chút nữa. Tại cái bài nó đòi hỏi sự tinh tế nhiều, mà đáng lẽ nó phải được đẩy lên. Nhưng cảm xúc của em lại bù lại ở cái bài sau. Cái bài sau làm cho anh nhiều lúc cũng muốn khóc với em. Thật ra Y Nguyên á, cái cảm xúc và những cái gì tình cảm là em có, cái nghĩa khí em cũng có, nhưng kỹ năng vẫn phải trau dồi thêm. Kỹ năng là những gì? Bước lên sân khấu mình phải có những kỹ năng như câu này, mình phải lấy hồn khán giả. Bước đi tới đây thì làm gì? Cái đó nó không phải bản năng nữa. Bản năng là mình muốn làm gì làm. Em thích chỗ này, em thích chỗ kia, miễn sao em hát hay là được. Nhưng thật sự ra
nhiều lúc với em thì em cho cái đó là hay, nhưng mà giá như em có thêm một xích cái kỹ thuật trong đó nữa thì anh nghĩ sẽ đẩy cầu lên cao hơn. Nên em cũng đừng có giữ quan điểm là Y Nguyên mắn kẹo khéo là Y Nguyên phải hát như vậy đó, hát như vậy với là Y Nguyên. Không, giữ cái tính chất mộc mạc, dễ thương, cảm xúc, nhưng cái kỹ thuật này nó đẩy mình lên. Với một Y Nguyên đến cái vòng này, cái sắc màu cam gọi là lòng nhiệt huyết và tỏa sáng, thì em đã cho anh thấy được Y Nguyên đã trưởng thành. Có vẻ mình cảm thấy là mình đã cố gắng nỗ lực và được chút xíu phần nào đó nó đền đáp bằng cái sự nỗ lực của em. Để xem là hai vị giám khảo còn lại sẽ có những nhận xét như thế nào khi có hai cái câu hát mở đầu nó cũng hơi rùng rợn. Dạ, xin mời giám khảo Phi Nhung. Mà hôm nay thì thấy em khác hơn một chút xíu. Bài sau nữa thì mỗi người có mỗi cái cách hát khác nhau, chị hát khác, em hát khác. Nhưng mà có phải là cái bài sau nó có thấp cho em không? Chỗ cái khúc mà mùa kia xanh cỏ, mùa kia xanh cỏ, lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi. Em hát lên cao có đó thử được không? Mùa kia xanh cỏ, lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi. Được mà. Còn đâu á, mẹ chờ lắm. Em sợ em làm là em phải có cái sự đầu tư trong cái suy nghĩ của mình. Tại vì cái bài nó em chơi nó đã thấp rồi, em làm vô cái tiếng nó bị tối cái bài. Nếu mà em đã đưa lên như vậy là chị rất là thích, tại vì nó làm sáng cái bài đúng không? Đó là chúng ta ghi nhận tiến bộ là có, nhưng mà để đạt đến cái cảnh giới đòi hỏi của chị Phi Nhung á là phải còn luyện tập nhiều lắm. Mình phải có cái sự sáng kiến em ạ. Tại vì mình phải làm sao mà nâng cái bài hát nó lên, chứ mình đừng có sợ là em hát không tới chị ơi. Thực sự em hát rất tới, nhưng mà tại vì em không có cái sự tự tin. Ca sĩ mà không có cái sự tự tin trên sân khấu thì sẽ không bao giờ làm được. Phải cố gắng Nguyên nhá, phải cố gắng. Cái đó là phải trau dồi và đặt mình cái thử thách nó cao hơn. Đó là cái mong muốn của chị Phi Nhung đặt để cho các thí sinh đấy. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh, anh nghĩ như thế nào ạ? Tới vòng này là phải cố gắng hết sức và tận dụng tất cả những gì em có, em bung ra. Em hát thì anh thấy có tiến bộ khá hơn những vòng trước khá nhiều. Nhưng mà so với hai cái bài này á, thì như anh Vinh nói là hơi bị quá đô với em. Cái bài Đèn Khuya là cần một cái độ mượt mà em hát thì nó hơi bị lưng lửng. Anh nghe nó không có đã. Và bài thứ hai thì có lẽ là tại vì anh nghe chị Nhung hát bài này đi show với Nhung hát bao nhiêu lần, Nhung hát quá đã đi. Và bây giờ khi em nghe em hát thì anh có hơi lạ chút xíu. Những cái nốt em lên cao như Nhung nói á, em không phải lên cao mà em đẩy ra tạ dưới. Đôi khi nó làm cho cái bài nó không có được sáng lên. Đối với anh thì cái vòng này là em có hát được, em có diễn được. Nếu mà em có may mắn mình được vô cái vòng trong thì sẽ khắc phục hơn. Mà em muốn hỏi em sao cái mặt em bữa nay buồn vậy? Thiệt sự luôn, buồn nhưng mà nó không có liên quan gì tới hai bài hát hết trơn á. Em buồn, em có nỗi buồn gì vậy? Đâu em đau bao tử hả? Hát mà bị đau bao tử, hồi sáng giờ không ăn cơm hả? Vợ không cho ăn à? Ăn cơm rồi uống thuốc hai lần luôn. Uống thuốc hai lần luôn, đau bao tử. Nói cái này cho ban giám khảo thương là cũng tội nghiệp hai vợ chồng lên đây. Con gửi ở dưới bà nội. Hồi nãy trước khi thi và chưa có chuẩn bị sân khấu xong là hai cái ba lô cầm vô để trong góc kia. Hỏi ủa làm gì đem vô nhanh vậy? Em chuẩn bị đi chút về để chăm con. Cũng cái nỗi niềm á, nó cũng có cái cảm xúc, nhưng mà rõ ràng là với chúng ta là người đã chứng kiến Y Nguyên từ những ngày đầu tại sân khấu này, rõ ràng là một sự tiến bộ vượt bậc. Nhưng mà để đạt những cái yêu cầu như là ban giám khảo mong muốn thì đúng là mình phải trau dồi nhiều hơn. Lúc anh có chốt lại vậy nè, Nguyên nói vậy nè, có là giọng ca mình có, và tại sao người ta nói cần thêm cái trường lớp đây không phải là cái gì cứng nhắc đâu, nhưng mình phải học. Cái đó gọi là đi luyện thanh á, để cho biết cái kỹ thuật đó. Nếu mình giọng mình đang tới đây, em học một khóa thì nâng lên cái tự nhiên lúc đó mình mới biết được là nó nằm ở nốt nào. Và mình lên được tới đó không thì hồi trước mình tới la chẳng hạn thì sau mình phải si. Thì cái đó là cái không phải chỉ có là bản năng là đủ. Tại sao vẫn phải học hỏi thêm là vậy? Phải luyện tập đấy. Yeah. Bây giờ Kylie đây. Kylie sẽ cho em nhiều cái bí quyết, cái kinh nghiệm để mình trau dồi cái điều đó. Y Nguyên ơi, Y Nguyên. Y Nguyên nếu như mà muốn tiến sâu và xa hơn vào con đường ca hát chuyên nghiệp á, thì Y Nguyên... đừng có yêu Nguyên nữa, mình phải phá cách và mình phải bứt phá mình phải bước ra khỏi chính bản thân mình. Tại vì á, lúc nãy Ly xem là như chị Nhung nói là Ly chưa thấy yêu Nguyên diễn cái gì hết á. Thật sự luôn á, khi mà cái đoạn đầu vào á là có một đoạn nhạc dạo hơi dài và ở trên hình ảnh người mẹ đang ru con rất là đẹp luôn, nhưng mà Nguyên đứng cứ chơi nè. Nguyên không có diễn với lại cái hình ảnh đó. Nếu trong cái đoạn nhạc đó mà Nguyên diễn với hình ảnh đó, nó sẽ có một cái sự hòa hợp hơn với cái dàn dựng, với lại những cái đoạn mà Nguyên hát á. Thì Ly thấy là hầu như là chỉ nhắm mắt và đầu xuống hát thôi, chỉ tập trung cái mình hát thôi, chứ mình không có diễn cảm với lại những cái gì mà mình hát trên một cái
sân khấu chuyên nghiệp thì nó rất là quan trọng, vừa kết hợp diễn với hát với nhau. À, như vậy thì mình mới có thể truyền tải được cái cảm xúc của mình đến với khán giả. Cho nên là Nguyên cố gắng bứt phá mình đi. Khi mà mình bước lên sân khấu lớn rồi thì mình phải có cái tư duy sáng tạo ở trong cái ca khúc của mình. Mình phải diễn như thế nào, không phải là mình ra mình chỉ đứng mình hát thôi đâu, mà mình phải suy nghĩ là cái đoạn đó, cái câu đó là tôi phải diễn như thế nào. Nhất là trên sân khấu mà có sự dàn dựng cho bạn á, thì bạn càng phải kết hợp với lại sự dàn dựng của mọi người nữa, thì cái tiết mục của mình mới hay được. Còn mới nãy là Ly thấy bạn hát một đường và ai diễn thì kệ ai, nó hơi bị rời rạc quá. Cũng đỡ lắm rồi đó Khali, đỡ lắm so với các dòng trước. Và chính vì những góp ý chân thành đó, em phải làm sao cho nếu được vào vòng tiếp theo nữa, em làm sao cho hú hồn không có còn Nguyên nữa nha. Và mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay cho Y Nguyên ạ. Anh xin đưa em về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về quê hương ta sống. Em theo anh đi về tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về quê hương ta đó. Em theo anh đi về quê hương đậm đà. Đường che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm mắt hương hoa, có em theo anh vào nhà. Thank you.
đàn lầu sẽ hơi tiền chỉ mua được danh lợi mà thôi, tiền chỉ mua được lời người gian dối, nhưng tiền không mua được hạnh phúc em ơi. Tham sang giàu phụ nghĩa phu thế, người tham chức quyền bỏ mặc mẹ cha. Tiền có nghĩa gì giàu nghèo cũng thế, mai này xa lìa đời có mang theo được gì đâu. Vậy mà tại sao người đời gian dối cho nhau, hận thù chuốc lấy thương đau, anh em mãi luôn tranh giành, xem bạc tiền hơn cả tình thân. Xin người hãy nhớ, sống thật thà thì trời sẽ thương. Tiền chẳng mua được tình người đâu anh, tiền chẳng mua được nghĩa tình anh em, tiền chẳng mua được tình nghĩa phu thế. Nhưng tiền khiến lòng người đổi trắng thay đen, nhưng tiền nhiều để được gì em ơi. Vậy mà tại sao người đời gian dối cho nhau, hận thù chuốc lấy thương đau, anh em mãi luôn tranh giành, xem bạc tiền hơn cả tình thân. Xin người hãy nhớ, sống thật thà thì trời sẽ thương. Tiền chẳng mua được tình người đâu anh, tiền chẳng mua được nghĩa tình anh em, tiền chẳng mua được tình nghĩa phu thế. Nhưng tiền khiến lòng người đổi trắng thay đen, nhưng tiền nhiều để được gì em ơi. Về hương ta đó, em theo anh đi về, về quê hương đậm đà, đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối, hạt tre thơm mắt hương hoa, có anh theo em về nhà. Thưa quý vị, vừa rồi đó chính là Rước tình về với quê hương của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, cũng như ca khúc Tiền không mua được hạnh phúc của Hà Vĩnh Trung. Hiếu nghĩ rằng là bản thân anh Quân đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều cho tiết mục dự thi này, để xem phản hồi từ ban giám khảo với góc nhìn chuyên môn sẽ như thế nào. Phương Hiếu xin mời giám khảo Phi Nhung. Khi mà từ đầu cho tới cuối thì thấy là cái tiết mục này là dựng kỹ nhất. Cái bài thứ nhất đó, Rước tình về với quê hương, thì theo chị thấy là nó cũng không có gì đặc biệt, thì hát nói chung là ok, cái diễn xuất trẻ trung nó lạ. Nhưng mà cái bài thứ hai đó là rất là quan trọng cho em. Phần thi này là tất cả các em rất là may mắn được có mỗi em có mỗi cái bài riêng. Người ta sẽ nhắc tới em là anh Quân, người ta không nhắc tới cái Rước tình về với quê hương, mà người ta sẽ anh Quân, Tiền không mua được hạnh phúc. Bài này rất là hay đối với em. Giám khảo Phi Nhung này dễ thương lạ lùng. Hiếm có cái nhận xét nào dành cho một thí sinh mà để với
tiền không mua được hạnh phúc để người ta nhớ đến cái tên của thí sinh đó với một bài hát mới lắm. Có lẽ là em đã chinh phục được phần nào cái mong muốn của chị Phi Dung cũng như tai nghe khó tính của chị Phi Dung rồi. Đó là một điểm cộng và mình rất phấn chấn, đúng không? Hiếu cũng chia sẻ thật luôn là trước khi lên diễn cái tiết mục dự thi này, ở bên trong anh Quân rất là hồi hộp, thậm chí là còn lại năn nỉ các anh chị diễn viên hỗ trợ đó, làm sao cho bạn đừng mất tập trung, bạn sợ. Thì bạn không phải là một diễn viên hay một ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu, cho nên là bạn tập rất là kỹ tiết mục này. Và thậm chí là cái câu cuối cũng tập rất là kỹ để cho vô đúng cái khuôn nhạc. Cảm ơn bạn nói cái câu cuối là cảm ơn đã nhắc tôi nha. Ủa cái câu cuối là hát hơi bị phô. Không thiệt, em giống như là em hát nhanh, bắt đầu em hát chậm lại để em lấy lòng khán giả. Không biết là lúc đó là xúc động hay là như thế nào. Mai mốt nhớ diễn hát chậm thì nó cũng phải có cái nốt nhạc của nó, em phải đi cho đúng. Nhưng mà anh hỏi nè, cái câu đó em cố tình hát như vậy hay là cảm xúc lúc đó nó rơi vào như vậy? Dạ, một phần là cố tình và một phần là do, em nghĩ là do cảm xúc nhiều hơn ạ. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Hạt tre thơm mắt hương hoa, có anh theo em về nhà. Rất là hợp lý. Và với anh chấp nhận cái đoạn đó. Nếu mà khéo léo không cần chơi nhạc luôn, em hát mộc luôn cho anh, mà hát bằng cách nghẹt luôn, thì không ai bắt lỗi em về khuôn nhạc hay gì hết. Em cứ thả cho nó cảm xúc. Đó là câu chuyện của cảm xúc mà em phải đẩy lên tới. Và rất là may câu cuối em vừa làm được cảm xúc mà em vừa về đúng quỹ đạo của nó. Anh nghĩ đó là một cái sự mạo hiểm, nhưng mà ở đến vòng này anh thấy sự mạo hiểm đó là thành công. Nhưng mà anh chỉ hỏi một câu, điểm sẽ cao hơn hay là điểm sẽ hơi bị trừ một chút? Em bắt đầu bước vô sân khấu này thì em đã bị mù mắt đó đúng không? Dạ, cái khoảng thời gian đó là bao lâu rồi? Bắt đầu khi mà cái tiếng xe đó cho anh thấy là em đã bị một tai nạn, thì em khi em quay trở lại thì em xác định cho anh là khoảng thời gian đó là bao lâu? Cái khoảng thời gian cũng không phải là dài. Anh nói như vậy để truyền cho các em kinh nghiệm. Nếu mà em trả lời cái này là quá lâu rồi á, hay là một thời gian 3-4 năm á, thì những cái gì em diễn đó anh làm cho anh không tin. Tại đây là căn nhà của mình. Anh thấy là em tích chế lại một chút xíu ở cái đoạn sau. Nếu mà em trả lời là nó cũng mới đây thì anh còn chấp nhận. Nhưng về sau á, theo anh á, cái này nên để nó lâu ra một chút xíu rồi. Nó vừa đủ nỗi đau, nó vừa để câu chuyện của người kia xảy ra, mà em cũng vừa thân quen với căn nhà này một chút, để em không phải diễn quá mò mẫm những cái đoạn đó. Nhưng mà cái chỗ này anh Vinh, em hỏi chỗ này nè, với Kali luôn nha, diễn đó, khi mà em cầm cái tay cái cô bé đó đó, có chiếc nhẫn đúng không? Dạ đúng rồi. Em mới phát hiện ra đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà cái sự phát hiện đó em chưa có làm tròn. Nó hơi vội xíu đó, em phải có một cái cảm xúc là nó phải giật mình, nó phải giật, cái gì không phải giật mình nhưng mà thay đổi rất lớn. Tại vì một cái người với mình, bây giờ mình phát hiện ra người đó thay đổi hoàn toàn, thì cái biến cố đó gọi là biến đó, em chưa làm ra đúng. Nhưng mà với một thí sinh như vậy thì anh chấp nhận. Nhưng mà chị Nhung nói cũng là một cái chi tiết để cho mình phải chú ý. Thí sinh tay của anh em rờ được rồi, đi phạm như nhận rồi. Ê, sao Vinh chân trình? Ê, anh đừng có làm em sợ chứ. Em phải sợ trước anh chứ em. Sao mình rờ chi li quá rõ ràng không có chi li mà, nhưng mà nó thật ra là nó phải như vậy. Đúng ơi, có mấy phút mình thôi mà nó làm tùm lum hết, nó đủ tha đi trời ơi. Không, nó tích tắc nhưng mà nó rất là quan trọng như Quỳnh. Chị Nhung đã từng có nói nè, nếu mà các bạn nhắm mình làm không được mà làm ít lại nhưng mà chất, thì có tại solo cùng Bolero thôi các bạn mới có được cái cơ hội vừa diễn xuất vừa kết hợp kỹ năng và dùng cái giọng hát của mình. Nó phục vụ rất nhiều chặng đường sau này nếu các bạn trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp, những MV ca nhạc, những dự án dài hơn của các bạn. Đó là việc mà các bạn phải trau dồi thêm. Và đây chính là những người thầy mang lại rất là nhiều kinh nghiệm và kỹ năng cho bạn. Bây giờ hãy nghe anh Mạnh Quỳnh. Đối với Mạnh Quỳnh bây giờ thì tiết mục này dàn dựng rất là hay, rất là ý nghĩa. Người hát cũng rất là hay, rất là tốt, diễn rất là tốt. Đối với Mạnh Quỳnh là tiết mục này là hay nhất của anh Quân. Hôm nay là Mạnh Quỳnh đầu tiên cho một cái điểm 10 duy nhất cho em tiết mục này. Wow. Như vậy thôi. Bây giờ Kali ơi, với chàng trai này thì em sẽ có những kinh nghiệm gì chia sẻ và động viên bạn? Từ đầu tới giờ anh Quân là người diễn tốt nhất mà Ly xem. Với anh Quân thì cái giọng hát thì bạn hát hay,
Nhưng mà Ly nghe thoang thoảng hơi bị giống anh Ngọc Sơn, đúng không anh Quỳnh? Đúng không? Vận dụng cái đó để mà em phát triển thành một cái chất riêng của em thì nó sẽ tạo cho em một cái điểm ấn tượng hơn. À, em thấy chị Phi Nhung khó như vậy là cũng có lý. Đối với lại một sân chơi lớn như thế này, từng cái chi tiết nhỏ mình khắc phục được và mình hoàn thiện nó tốt thì nó sẽ hỗ trợ cho em con đường em đi, đường dài sau này em đi nó sẽ hoàn hảo. Và rõ ràng với ai thì tôi không biết, nhưng với anh Quân của Solo cùng Bolero 16, tôi tin sự tỉ mỉ và chỉnh chu của bạn sẽ mau chóng tiếp thu điều đó và làm tốt hơn nếu có cơ hội vào vòng trong.